Xin chào các bạn. Hôm bữa là mình đã chia sẻ với các bạn là mình hạ áp 220 xuống 110 từ cái con iốt mà lấy từ những cái bo mạch cũ đó, thì mình thấy chạy nó cũng tăng ổn, mình không có sử dụng nhiều, mình sử dụng gia đình thôi thì nó cũng tăng ổn. Rồi, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là một cách cũng hạ áp 220 xuống 110 bằng những cái con tụ như thế này nha các bạn. Đây, con tụ này là tụ hóa nha các bạn, tụ phân cực nhé, tụ có phân cực nhé. Đây, con tụ này là tụ 450V, 450V, 220 microfarad này. Đây, các bạn tìm những cái con tụ như thế này nhé. Mình sử dụng cho máy mài nha các bạn. Đó. Mà mình cũng xin nói với các bạn là cái này mình làm cho những cái máy cơ thôi nha các bạn. Còn mình hạ áp cho những cái thiết bị mà điện tử thì mình không nên sử dụng theo cái cách này hoặc là cái cách sử dụng iốt nha các bạn. Các bạn có thể sử dụng biến áp nhé. Chứ còn cái này mình chỉ sử dụng cho máy cơ thôi, chứ không cho động cơ chổi than thôi, chứ không có nha các bạn. Đây, con tụ này là tụ 450V 220 microfarad này. Rồi, mình đã chuẩn bị sẵn cho các bạn là tụ này là nó tụ có âm có dương nha các bạn. Đây, cực âm này. À, cực âm này, à, bên đây đen là cực dương này. Nha. Rồi bây giờ các bạn là mình cần chuẩn bị là bốn con tụ như thế này. Bốn con tụ như thế này, bốn con tụ giống nhau nha các bạn, cùng chỉ số giống nhau nhé. Rồi các bạn hàn mình đã hàn sẵn rồi nè, các bạn hàn hai chân âm lại với nhau nè, này hai chân âm lại với nhau nhớ hàn đúng nha các bạn, hàn hai chân âm lại với nhau. Đây cũng vậy, hai hai chân âm hàn lại với nhau, đây hai chân âm hàn lại với nhau này. Rồi bây giờ mình sẽ đấu vào một cái điểm chung như thế này nhé các bạn. Đây này, đấu vào một cái điểm chung như thế này, điểm này là cái điểm sẽ ra ra 110 nhé các bạn. Còn hai cái đầu hai bên như thế này ấy, thì là sẽ ra, mình đấu thẳng vào điện 220 luôn nha các bạn. Đó, các bạn xem cho kỹ nhá, nhớ là cái hai hai cái con tụ như thế này nhé các bạn, hai 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 cực âm lại với nhau này. Đây này đó, các bạn hàn hai cực âm lại với nhau, còn hai cái hai bên này đó như thế này. Rồi bên đây cũng vậy, y chang như cái cặp này nè, hai cặp giống nhau. Rồi mình nối nối hai cái lại với nhau thành một cái điểm chung ở dưới này, là ra một cái 110 này, ra điện 110 này. Còn hai hai dây hai bên này là mình sẽ đấu vào điện 220 nha các bạn. Rồi giờ mình test thử nhá, giờ mình test thử, mình sẽ đo cho các bạn xem nhá. Đây là hai hai cái dây nguồn vào 220 nha các bạn. Còn cái dây này là dây 110 này. Rồi. Các bạn cẩn thận điện nha. Điện này rất là nguy hiểm. Rồi giờ mình sẽ đo cho các bạn xem. Đó, bây giờ mình sẽ cắm điện nha. Đây, mình sẽ cắm điện đây. Đó, bây giờ mình sẽ đo hai hai cái cực này sẽ là 220 nha các bạn. Đó. 211V. Đây, các bạn có xem thấy không? 211V, 212V, 211, 212V. Rồi, bây giờ mình sẽ đo với mình gỡ một cái dây ở đây ra nè, dây đo ở đây nè, mình sẽ đo vào cái dây ở giữa nhá, mình sẽ đo vào cái dây ở giữa đây, mình đo vào cái dây này nó ra 110 nha các bạn. Đây đó, 110, 106V, tại điện đang thấp nha các bạn. Đó, nó ra một phần nửa điện áp, các bạn thấy không? Đó, rồi bây giờ mình sẽ đi thử với tải nhá, thử với tải nha. Rồi bây giờ mình sẽ tắt đi nè, mình tắt đi để mình đấu vào cái máy mài hôm bữa. Các bạn chú ý cẩn thận điện nha.
Đây là cái máy mài hôm bữa mình đã gắn con diode nha các bạn. Hôm nay mình chạy nó chạy bình thường ấy, nhưng mà hôm nay mình cũng làm ra một cái cách là hạ áp mới. Mình làm cho các bạn xem để mình đi tháo cái con diode này ra. Đây này, máy này nó đang chạy nhá. Đây là máy xài diode nhá. Có lửa không gì đâu, mình xài thấy nó bình thường, không biết là máy của các bạn sao chứ còn máy của mình xài thấy nó bình thường lắm. Bây giờ mình đi mở cái này ra, mình gỡ cái con diode ra nhé, mình cho sử dụng điện 110 trực tiếp này luôn, không có qua con diode này nữa. Nhưng mà mình thấy cái con diode này là sao nhỉ, xài gọn nhẹ nhất nha các bạn. Còn các bạn nào muốn xài nó không có phải chế cháo này kia thì thôi, tốt nhất là đi mua máy mới, máy ở nó cũng rẻ. Đó là cái con hôm bữa, cái con diode mà mình gắn vào đây này. Giờ mình gỡ cái con iốt này ra, mình đấu trực tiếp luôn. Cái này giờ mình gỡ cái con iốt này ra. Đây nha các bạn, con đi ốt đây nhé. Bây giờ mình đấu cái này lại, mình hàn cái này lại để mình đi cái cắt thôi, để xài quấn cái này luôn. Rồi mình hàn cái này lại. Đó, bây giờ mình đi cuốn cái này lại. Mình cho vào mình xài thôi. Giờ mình để vậy cho các bạn xem luôn nha. Các bạn cẩn thận dây điện nhé, lằng nhằng là điện nó giật chết đấy. Đây mình sẽ để đồng hồ đây cho các bạn xem nhé. Rồi mình sẽ giờ mình sẽ đi đi đấu với cái bộ này. Các bạn hai cái dây nguồn 220 này các bạn đấu vào cái nào cũng được nha các bạn, bên nào cũng được, bên đây cũng được, bên đây cũng được. Đấu một một cái dây 220 bất kỳ này với lại một cái điểm giữa của hai cái cặp tụ này này nha các bạn. Đó. Đấu vào cái điểm giữa của hai cái cặp tụ này. Rồi, bây giờ mình kẹp vào phích cắm này. Đây. Hơi là nhằng. Rồi bây giờ là mình cắm điện nha, để mình cắm cái máy lên không có vật.
Bây giờ là chưa cắm điện nhá. Bây giờ mình sẽ cắm điện nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ cắm điện. Đây. Cắm điện nha. Đấy là mình đo hai cái đầu ra nè, hai cái đầu ra nè. Đấy. Các bạn thấy bao nhiêu? Một trăm vôn, 105 V nha các bạn. Hả? 104, 105 V, điện này hơi yếu. Hả? 104 V này. Một trăm lẻ bốn vôn. Rồi bây giờ mình bật máy nhá. Mình bật máy này. Rồi bây giờ để mình cho các bạn xem nhé. Rồi mình sẽ rút điện ra nha các bạn, cho nó an toàn. Rồi bây giờ mình sẽ nói cho các bạn là cái này chạy rất là tốt nha các bạn. Cái này nó hơi hơi cồng kềnh này thôi, chứ cái này xài rất là tốt nhé, hơi cồng kềnh thôi. Còn xài diode thì nhỏ gọn, không phải nối gì hết, nó nằm trong nó luôn. Còn, nhưng mà mình nói cho các bạn luôn là cái này mình chỉ sử dụng cho máy này thôi nhé, cho những cái máy mà máy cơ thôi nhá. Còn những cái máy mà có mặt điện tử thì các bạn không nên xài. Cái đấy mình chưa có thử nghiệm. Mình chưa thử nghiệm. Còn nếu mà các bạn mà xài rồi mà nó bị nếu mà các bạn thử có thử thì nó bị gì thì các bạn cho mình biết đấy nhá. Rồi. Rồi nếu mà mình xem video mà mình thấy hay thì các bạn cho mình một like nhá, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha các bạn. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video nhá. À, chào các bạn.